Anh về tận đâu ạ? Bắc Linh, Bắc Linh có xe chở tận nhà. Cho cái xe Lam nó chở. Vâng. Tận nhà luôn. Anh vừa đi xe gì sang đây? Máy. À thế ạ? Vâng, anh đi được, à, cùng về mà. Thế thì về cái này để ghép với cả băng tối nghe những cái đĩa mà trước năm 75 thì tuyệt vời anh ạ. Cái băng cối mà em mua băng tốn hết đấy. Băng 10 hả anh? Băng 10. Nó là 6.300 hay là 470 hay cái gì ạ? Băng 10 chỉ là băng tối bình thường. Em thương chơi với tết 6.100. Con đấy cũng hay mà anh. 6.100 còn hay hơn 6.300 cả. Vâng. Nhưng mà nó mỗi tội là không vớt thôi. Anh đừng chơi vớt. Quay một chiều thôi nhưng mà vớt tiếng hay bị kiểu như là vặn dây. Không vặn thì nó không vặn nhưng mà không, cái đầu tiếng vớt ấy. Tiếng chua hơn là cái 6.100. So sánh hai cái rồi mà. Rồi không cần vớt và không cần vớt. Vâng, mà không nghe bằng mấy đâu. Chủ yếu nghe mạng. Anh cứ cắm trên mạng ra. Cho em nhớ anh tươi bời với bao ngọt ngào ta vun xây. Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng. Tan nát rồi giấc mơ đùng. Rồi ta sẽ bước chơi vơi khi người khuất xa chân trời. Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi. Sẽ thấy bóng tối với từng nỗi đau xanh mượt. Xa vắng rồi như khi.